Hello, chào cả nhà. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube Truyền bà hàng người đề ạ. Và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một dòng sản phẩm âm ly đến từ thương hiệu nội địa của châu Âu là ITP. Và dòng này sẽ có tên model là Stereo 3200 Hi-Fi Electronic. Dòng này phải nói là dòng mà có thiết kế vô cùng màu đẹp và bắt mắt nên em. Đây em thấy là xi gỗ của nó thì rất là đẹp luôn, nhưng mà và dòng này dòng âm ly kết hợp với đài radio nên em. Và đài này nó sẽ bắt sóng được 104 số. Và tất cả các đài ở Việt Nam nó bắt sóng đều rất là tốt nên em. Còn về cái nút chức năng dòng sản phẩm này, đầu tiên là chúng ta sẽ có nút nguồn nha anh em. Còn đây là nút để điều chỉnh về volume, ba lăng, bass và treble. Còn đây là cổng để mà mấy tín hiệu nghe nhạc cho anh em. Đây là cổng TP. Còn bên đây là cổng để mà anh em mấy tín hiệu nghe đài radio cho anh em. Đây U và AFC nha anh em. Đây bên đây anh em thấy là tem nhãn ở bên siêu thị và hình thức của con này hàng bờ còn rất là mới nha anh em, đẹp ken tầm khoảng là trên 90% nha anh em. Đây con này thì mặt sau của dòng sản phẩm, đây sản phẩm mình sẽ chơi qua cái cổng mà đầu năm chấu nha anh em. Anh em mua thì mình tặng luôn cho anh em một cái cách chuyển được cái đầu năm chấu này ra bông sen để cho anh em có thể mà thoải mái kết nối với các thiết bị nghe nhạc của anh em. Còn đây là cái cổng đó mà em đấy tín hiệu nghe đài radio. Còn đây là hai cổng mà em cắm loa cho anh em mua mình tặng luôn cho anh em hai cái cách chuyển từ cái đầu loa này để mà cho anh em có thể mà dễ dàng ghép với các thiết bị của anh em hơn. Con này thì nó sẽ xài điện là 220V nha anh em mua về xài luôn nó rất là tiện lợi nên mà không cần phải qua ổ áp hoặc qua biến áp. Còn về mặt dưới của sản phẩm thì nó sẽ có tem in thông tin về sản phẩm nha anh em. Đây ITP Stereo 3200 Hi-Fi Electronic, điện nó là 220V, công suất của nó là 115W, hàng này chính hãng là Made in Austria và nước Áo nha anh em. Thì anh em lộn qua với Austria là nước Úc, còn Austria là Áo. Và công suất của này anh em thấy là 115W, nhưng mà mình đánh với những cặp loa full 3 tấc với công suất khủng hơn rất là nhiều mà vẫn đánh rất là tốt nha anh em. Nên về cấu hình của này anh em cứ yên tâm mà thoải mái ghép với những cặp loa tầm 3 tấc đổ lại thì nó sẽ cho ra chất âm hay nhất. Rồi mời anh em cùng thưởng thức chất âm của ITT 3200. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Thank you.
chất âm của ITT 3200. Hiện tại mình đang phối ghép với cặp loa của JBL anh em. Đây 4312B MK2 hình solar monitor. Giờ dòng loa mà sẽ là full 3 tấc 3 đường tiến anh em. Công suất của một loa là 100W. Thì tổng công suất của này là tận 200W. Mà con này gắn loa full 3 tấc nó là rất là thoải mái và dễ dãi luôn nha mà. Còn về nội lực của dòng sản phẩm này thì giải bass của nó cho ra nghe phải nói là cực kỳ dày cho anh em, xếp thành nhiều tầng, nghe phải nói là rất là ấn tượng. Đó mà anh em mà một người mà yêu thích những bản nhạc mà có giải bass dày thì anh em chơi con này nó tái hiện lại chất âm phải nói là quá xuất sắc luôn. Nhưng mà chép con này nghe bén sắc sảo và rất là tơi nhuyễn nha anh em. Đây cũng là một trong những dòng sản phẩm mà ở phân khúc giá rẻ thôi, nhưng mà chất âm nó rất là hay và rất là dễ dàng để mà phối ghép loa. Rồi anh em thấy sao và tổng quan dòng sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Đây video hữu ích thì anh em hãy đăng ký kênh ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tới. Bye. Anh em thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.